Dạ cô chú anh chị nha, em còn một cái đầu Shinawa 350 này. Thì cái nắp này nó bị cắn bể do vận chuyển đóng công này thì chế còn đẹp nha. Đó, giật hơi cho các. Ui dù, hơi vip luôn à. Hơi siêu chắc luôn. Đúng là ngoại hình là xấu xấu nhưng mà giật hơi thấy khủng khiếp. Ngoại hình nó trai trai nhưng mà giật hơi thấy gãy tay. Nếu nó trai thì về sơn lại nha, sơn lại cho nó đẹp. Còn chuông còn nè, đó còn bãi nha, hơi cực kỳ năng. Rồi con này cái đầu máy không để cho người 1.6 triệu nha, 1.6 triệu. Này áp thêm cái mài giảm giá 10% rồi nha mọi người, 1.6 triệu áp thêm cái mài giảm giá 10% rồi. Rồi con này hơi căng lắm mọi người, cực kỳ căng luôn. Đế rồi em không thấy nó lủng gì đâu nha. Thôi về anh em tuốt tác lại bán kiếm lời 1.6 triệu nha, áp thêm mạng giảm giá 10%.